82 kiếp nạn lần đầu tiên chơi đổ Resin Isobot và mình fail toàn tập luôn các bạn. Đây là hai cục Resin mình đổ chiều hôm qua nè. Vì nhựa về trước mà khung về chưa có kịp á mà cũng hơi nóng lòng nữa cho nên mình test đổ vào cái muỗng mút canxi và kiếp nạn cũng bắt đầu từ đó. Cái cục này bên trong có một con Crosser Spiky và một Derrickal. Cục bự hơn này là mình đổ một con Hasi là một dòng khá đẹp đó mọi người. Mọi chuyện rất ok nha Từ đổ nhựa cho tới cố định ISO bla bla Cho đến khi Cho đến khi nó khô lại mình cố lấy ra Thì phát hiện ở phần miệng nó có một cái g nhô lên các bạn Và cách duy nhất để lấy nó ra là phải phá tung cái muỗng Ra rồi nè tan luôn cái muỗng và đây là kiếp nạn tiếp theo Vì mặt trong của cái muỗng nó không có trơn láng cho nên là cục resin nhìn chán quá các bạn Mình đổ nhựa rất là trong luôn nhưng mà do cái khuôn nó lỏ cho nên ra cục resin nó cũng lỏ cục haxi cũng chả khá hơn là mấy mặc dù ban đầu thì nhìn nó có vẻ ok hơn